vợ đại gia của Quý Bình ngày càng trẻ ra sau khi cưới. Trước đây, việc chênh lệch về tuổi tác và ngoại hình từng khiến cho hôn nhân của Quý Bình và vợ đại gia bị nhiều người bàn tán. Giữa tháng 12 năm 2020 thì Quý Bình và bà xã danh nhân Ngọc Tiền đã tổ chức đám cưới cùng nhau, chính thức nên duyên vợ chồng sau 3 năm hẹn hò. Được biết, bà xã Quý Bình hơn tuổi nam diễn viên và hiện đang là CEO cho công ty bất động sản Đình Đám. Việc chênh lệch về tuổi tác và ngoại hình từng khiến cho cuộc hôn nhân của Quý Bình và vợ đại gia bị nhiều người bàn tán. Theo đó, không ít ý kiến chê bai cho rằng vợ Quý Bình trông già và không xứng đôi với nam diễn viên điển trai. Mới đây, vợ đại gia của Quý Bình đã thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải hàng loạt ảnh khoe nhan sắc trẻ trung sau một tháng kết hôn. Trong loạt hình ảnh, Ngọc Tiền mặc áo phông quần sọt trẻ trung trông vô cùng năng động. Ngoài ra có thể thấy nữ doanh nhân đã thay đổi ngoại hình của mình bằng việc cắt tóc ngắn và nhuộm màu tóc. Bà xã Quý Bình diện trang phục đời thường với vẻ trẻ trung năng động vừa không kém phần gợi cảm. Vì ý thức được mình là bà xã của một diễn viên được mọi người yêu thích nên Ngọc Tiền chăm chút ngoại hình của mình nhiều hơn. Từng bị chê là già hơn chồng nhưng hiện nay vợ đại gia của Quý Bình ngày càng trẻ ra sau hơn một tháng kết hôn. Trước đó khi bị chê so sánh với nhan sắc của Quý Bình thì Ngọc Tiền đã thẳng thắn chia sẻ. Quan trọng, ngay từ đầu, chồng yêu tôi đâu phải vì ngoại hình trẻ đẹp. Cô còn cho biết Quý Bình yêu cô vì cái lối sống tình cảm trong cuộc sống thường ngày, tính cách mạnh mẽ trên thương trường và muốn vợ luôn là chính mình. Những hình ảnh mới của bà xã Quý Bình đã nhận được nhiều sự yêu thích và bình luận khen ngợi từ mọi người. Và được biết, sau lễ kết hôn ngày 14 tháng 12, hai vợ chồng Quý Bình đã lập tức trở lại công việc và chưa kịp hưởng tuần trăng mật. Cô chia sẻ, vợ chồng tôi chung sở thích là ở nhà, cùng ăn cơm, nấu cùng nhau. Nếu hôm nào hoàn tất công việc sớm, tôi tranh thủ về nhà để chuẩn bị bữa tối. Còn nếu một trong hai bận công việc, người còn lại luôn hỏi thăm, muốn ăn gì để chuẩn bị trước. Ở nhà cả hai cũng thích tưới cây, dọn dẹp nhà cửa dù có người giúp việc. Đó là những giây phút quý giá của gia đình gắn kết vợ chồng hơn. Dù đã kết hôn, nhưng Ngọc Tiền khẳng định Quý Bình vẫn đối xử với cô vô cùng ấm áp và tình cảm của cả hai vẫn như ngày đầu quen nhau.